Xuân Tân Sửu 2021 sắp đến. Sau đây tôi sẽ giới thiệu với mọi người về cách bao sái ban thờ cho ngày Tết. Việc bao sái ban thờ cho ngày Tết thì được rất nhiều gia đình quan tâm, bởi mọi người thường rất là bối rối vì là không biết mình sẽ phải làm gì để không động đến ban thờ, đặc biệt là động đến bát hương. Kể cả trong những ngày thường khi lau dọn thì mọi người rất là ngại đến vấn đề mà lau dọn và động chạm đến bát hương. Thì cách bao sái ban thờ cho ngày Tết làm thế nào cho đúng thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người từng bước như sau. Thứ nhất, để bao sái ban thờ thì chúng ta biết rằng là chúng ta không thể nào tự nhiên chúng ta hạ tất cả đồ lễ xuống hay là động chạm vào bát hương, mà ta cần phải có sự chuẩn bị trước đó. Gia chủ hay sắm một cái lễ đơn giản thôi, lễ ngọt gồm hoa quả bánh kẹo một chút tiền vàng, và chúng ta thắp lễ báo cáo với thần linh tại gia, với thổ công thần linh tại gia và các vị thần linh cai quản trong cái mảnh đất nhà mình, cũng như là báo cáo gia tiên tiền tổ bà cô tổ biết là xin phép hôm nay con đã chọn được ngày lành tháng tốt, gia chủ chọn được ngày lành tháng tốt, và xin phép được tỉa chân nhang và bao sái lại toàn bộ ban thờ. Thì cái việc đó chúng ta làm bằng thành tâm. Sau khi gia chủ dâng hương và báo cáo như vậy thì nhớ rằng là chúng ta phải đợi hương cháy hết thì chúng ta sẽ tiến hành làm. Thì bởi vì khi mà hương còn đang cháy thì có nghĩa là linh vẫn đang còn, thì chúng ta sẽ không động vào bát hương cũng như là các lễ vật trên bàn thờ. Và khi hương cháy hết rồi thì mọi người bắt đầu chúng ta làm từng bước một. Bước đầu tiên, mọi người hạ toàn bộ phần đồ lễ như là mâm bồng, đĩa, chén, chóe trà sâm, bình hoa, bình sứ, kể cả đỉnh và hạt, chúng ta hạ hẳn xuống và lau rửa thật sạch sẽ, sạch sẽ. Còn sau đó chúng ta chỉ còn trên bàn thờ là ba bát hương. Thì mọi người tiến hành từng tuần tự các bước như sau. Chúng ta hạ từng bát hương một xuống, thì chúng ta trải một tờ giấy lớn ra hoặc là đặt trên một cái mâm sạch. Thì khi trải ra là mâm sạch thì chúng ta rút toàn bộ chân nhang, rút toàn bộ chân nhang đã có trên bát hương của năm cũ, năm canh tí. Và khi bỏ hết chân nhang ra rồi thì chọn cho mình, sẽ chọn 5 cái chân nhang đẹp nhất, cong và đẹp nhất. Thì theo quan niệm của người Việt Nam thì khi mà hương tụ tàn quấn lộc thì sẽ để lại lộc, thì chúng ta để lại 5 cái chân nhang đẹp nhất. Sau đó thì chúng ta bỏ hết chân nhang ra và để lại 5 chân nhang thôi, và cắm lại lên bàn thờ đúng vào vị trí và đặt bát hương lên đúng vị trí ban đầu. Tiếp theo khoảng 2 bát hương tiếp theo chúng cũng làm như vậy. Và sau khi làm như vậy thì ta cũng lau dọn toàn bộ cái vị trí để dưới bát hương, đế bát hương, rửa sạch sẽ và ta sắp đặt lại toàn bộ đồ lễ lên trên bàn thờ. Thì sau khi sắp đặt xong thì mọi người lưu ý rằng là chúng ta lại làm một cái lễ là kính cáo thần linh và thắp hương mới. Kính cáo thần linh là cái việc thần linh, gia tiên, tiền tổ, bà cô tổ là cái việc bao sái bàn thờ đã xong. Kính mời thần linh, đại gia, các vị gia tiên, tiền tổ, bà cô tổ về ngự tại bát hương đúng thủ tục. Và còn một việc này thường là gia chủ không mấy quan tâm, đó là những cái chân nhang của năm canh tí cũ ta sẽ làm gì. Có những người thì mang cả toàn bộ những chân nhang đó ra sông thả. Thì mọi người biết rồi là quy luật là khi chả thả trôi sông thì những cái chân nhang đó sẽ nổi và dạt vào bờ và những cái chỗ rất là xấu. Vậy thì trước khi đi chả, ta phải làm một việc là hóa toàn bộ chân nhang đó, hóa toàn bộ chân nhang đó và cho cái cho của cái chân nhang đó vào túi và đi thả những sông lớn. Thì khi ta hóa rồi và ta thả cho ấy, thì cái chân nhang, cái cho nhang đó nó sẽ lắng xuống dòng nước rất là mát mẻ và sẽ tạo những cái thuận lợi cho chúng ta sau này. Thì vừa rồi tôi vừa hướng dẫn anh chị cái bao sái ban thờ cho ngày Tết Tân Sửu